Thank you.
Mình trồng được 6 tuần rồi các bạn. Bé này đã rất là to luôn rồi. Bé này để tên tiếng Hàn cho nên mình cũng không biết là bé tên gì nữa. Bây giờ hiện tại thì 5 ngày mình tưới một lần nha các bạn. Tại vì bây giờ thời tiết nóng hơn, đất mau khô hơn, cho nên tưới nhiều lần hơn. Cây Pink Vera rất là xinh luôn. Nay em cao hơn tí xíu, mình để ở dưới lưới. Có những cây thì nó lại thiếu nắng, mà có những cây thì nó lại dư nắng, cháy nắng các bạn. Thật là khó chăm mấy em ghê luôn. Em này nay rất là đẹp luôn, hai đầu rất là xinh.
là xinh, rất là xinh. Đây là Purple Delay. Cái này là hồng mập va đây các bạn. Bây giờ mình tưới 8 giờ tối ha các bạn. 8 giờ tối trời thì vẫn còn sáng. Là thường mình tưới là tưới tối đó, để đất nó không có bị nóng. Ở đây thêm một cây hồng mập va nữa. Này rất là bự luôn rồi. Còn em này không biết là tai con gì luôn rồi, giống tai cái con gì quá. Đây rất là khỏe luôn rồi. Cái chậu lớn thì mình để ở bên trong. Và còn một số cây thì mình lại để ở dàn bên đây. Đây hai cây mà bữa trước mình tách ra đây các bạn. Này rất là khỏe luôn rồi, lên lá mới luôn rồi. Nhìn này lên lá mới luôn. Rất là đẹp luôn rồi. Cây mình tách ra đây các bạn. Tách ra thì các em đã khỏe rồi. Mình nghĩ là có rễ tốt rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye.